Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tập đoàn CP trong quá trình hoạt động tại Việt Nam đã luôn thực hiện mục tiêu 3 lợi ích hướng đến sự bền vững cho đất nước, cho người dân và cho công ty trên nền tảng kinh doanh có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và môi trường hướng đến sự bền vững. CP là tập đoàn tư nhân lớn nhất Thái Lan, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực công, nông nghiệp, thực phẩm, chế biến, chế tạo, công nghiệp viễn thông, bán lẻ. Năm 1993, tập đoàn thành lập công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam. Ông Adirek Spiratak, Chủ tịch Ủy ban điều hành tập đoàn cho biết đến nay, công ty chăn nuôi CP Việt Nam có khoảng gần 20 nhà máy, 101 chi nhánh trên toàn quốc với 30.000 nhân viên. Hàng năm xuất khẩu hơn 11.000 tấn thức ăn, thủy sản chế biến từ Việt Nam sang các thị trường, các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và châu Âu. Chúc mừng kết quả hoạt động kinh doanh của CP trong thời gian qua tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam có nền kinh tế hội nhập sâu vào thị trường quốc tế. Một loạt các FTA thế hệ mới đã có hiệu lực sẽ tạo lợi thế cho các hàng hóa từ Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu thuận lợi hơn, dễ dàng hơn. Những năm qua, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan phát triển mạnh mẽ, tin cậy. Đó là nền tảng cho các doanh nghiệp và CP yên tâm kinh doanh, đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập đoàn nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh, triển khai mô hình sản xuất áp dụng công nghệ, quy trình chăn nuôi hiện đại và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy việc đưa các sản phẩm Việt Nam có chất lượng cao vào chuỗi phân phối của tập đoàn.